Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cánh gia đình mình đi uống trà sữa và ăn pizza nha. Rồi bây giờ chúng ta gọi món. Mình có gọi một cái bánh pizza, 2 ly trà sữa và 1 ly trà chanh. Ly trà chanh dành cho mình và ly trà sữa dành cho chồng và con của mình. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì pizza cũng đã ra rồi các bạn, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình cùng các bạn là thưởng thức cái món pizza này nha. Đồ quá dở, no quá dở, gặp luôn.